Những cái clip trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cái sơ đồ nguyên lý hệ thống điện thoại các bạn, thì chúng ta đã tìm hiểu những cái thành phần đó rồi đó. Thì là ví dụ như là cáp điện thoại 30 đôi là cái gì tìm hiểu rồi, hộp điện thoại IDF 30 đôi là cái gì cũng tìm hiểu rồi, đế dùng cho phím compact 15 đường thì cũng tìm hiểu rồi đó. Rồi cái tổng đài 8 chung kế 154 đầu ra cũng tìm hiểu rồi đó, hộp điện thoại 160 đôi cũng tìm hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách mà đấu dây của những cái này nó liên kết với nhau á, nghĩa là nó đấu dây với nhau các bạn như thế nào. Rồi thì đầu tiên là các bạn, rồi đầu tiên á, thì chúng ta có ở đây là cái tủ tổng ở tầng 1. Cái tủ này gọi là những cái tủ con nè, tủ con mà tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 vậy đó ha. Nói chung là mỗi tủ con á, thì một cái tầng có một cái tủ con. Ở dưới tầng trệt á, nó có một cái tủ tổng các bạn. Tủ tổng này thì bây giờ mình sẽ nói tủ tổng trước. Đấy. Trong đây thì nó có nói là tổng đài 8CO 154 đường ra. Thì tổng đài trong cái hình này nè chính là hai cái cục đen đen này. Đấy, cục đen đen bên trái và cục đen đen bên phải tính là tổng đài của Panasonic TX600. Đó, KXTDA600 này các bạn. Rồi, thì hai cái hình này là mình ví dụ thôi nha, chứ không phải là hai cái này là nó 600 lận, còn cái này có 154 đường ra. Nghĩa là cái này là dùng maximum là được 154 điện thoại. Đó. Còn cái này là dùng nhiều lắm. Mình chỉ nói hai cái này nó tương đương thôi nha, giống nhau thôi chứ không phải giống nhau số lượng nha, giống nhau hình ảnh thôi. Đó. Rồi tổng đài 8CO 154 EXT chính là hai cục đen đen này. Ok. Hộp điện thoại IDF 160 đôi chính là tương đương với những cái trục trắng trắng này. Một cục trắng nằm đây. Hai cục trắng này có 1 2 3 4 nè. 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 2 đó. 22 cái cục trắng này là chính là cái phiến đấu dây đó các bạn. Rồi phiến đấu dây thì chúng ta đã biết rồi. Mấy nhiều cục trắng này là phiến đấu dây. Rồi giữa cái những cái phiến đấu dây này nè, nó nằm trong cái hộp điện thoại á. Đáng lẽ là phiến đấu dây này nè, nó nằm trong hộp điện thoại kiểu hộp điện thoại 160 đôi nè, nhưng mà tại cái này nó bự quá đó nên ta cho nằm bên ngoài. Nằm ngoài cũng được thôi, chả vấn đề gì hết. Rồi, giữa cái đầu nó đầu tiên chứ đi. Thì cáp điện thoại của nhà cung cấp á, nghĩa là từ ngoài đường nhà cung cấp dịch vụ á cấp vô á, thì nó sẽ nối vào cái một trong những cái phiến đấu dây này. Rồi xong thì xong rồi đó, cái phiến đấu dây các bạn, phiến đấu dây này nè nó sẽ nối với tổng đài bằng những cái đường dây này. Đấy, là những đường dây này nè đó. Rồi thì cái tổng đài nó nối với phiến đấu dây này bằng những cái dây gì, thì đó là những cái cáp điện thoại các bạn đó. Thí dụ bây giờ mình nói cái bên cái hình này trước ha, thì các điện thoại nó đi từ tầng thấp nhất là nó nhiều dây nhất, tới tầng cao nhất á, là nó ít dây nhất. Thì nó đi riêng lẻ từng cái một các bạn, có nghĩa là thí dụ cái tầng trên cùng này nó xài 21 ổ cắm á, thì người ta đi cái hộp điện thoại 30 đôi. Mà muốn đi cái hộp điện thoại 30 đôi này, người ta sẽ đi các điện thoại 30 đôi nối từ cái hộp điện thoại này, các điện thoại 30 đôi này nó nối từ cái hộp tổng ở dưới nè lên tới tầng cao nhất là chỗ cái hộp chỗ này. Rồi tới cái thần tầng này á thì là 28 ổ cắm á, thì người ta đi cái cáp điện thoại là 30 đôi luôn. Đấy. Thì 30 đôi này là nó nối từ cái tầng trệt nè lên tới cái tầng này. Nó không có liên quan gì với tầng này các bạn, không đi chung nha, nó đi riêng hoàn toàn luôn nha. Nó không có giống điện đâu mà nó đi chung, nó không có đi giống điện, nó không có đi chung, nó đi riêng hoàn toàn. Rồi 58 cổ cấp này thì nó dùng hộp điện thoại là 100 đôi. Hộp điện thoại 100 đôi này nó xài cáp điện thoại 100 đôi. Đó. Rồi 30 cái ổ cắm điện thoại này, nghĩa là 30 cái ổ cắm nghĩa là chỗ này có 30 cái điện thoại bàn. Thì nó sẽ xài cái hộp điện thoại là 50 đôi. Nó đi từ cái tủ tổng lên tủ này. Như vậy các bạn thấy á, càng mà lên cao á, thì dây á, cùng một chỗ nó càng ít.
chỗ này thực hiện mà cắt ngang á nó chỉ có 30 đôi thôi, chỗ này mà cắt ngang một cái là nó có 30 là 60, chỗ này cộng thêm 100 nữa là 160 nè, chỗ này là có 160 dây nè, 160 đôi. Chỗ này mà quốc mà cắt ngang cái là nó có 210 đôi đó, có nghĩa là càng gần thì nó càng nhiều nha đó. Thì những cái chỗ từ cái hộp điện thoại tổng nè đi tới những hộp điện thoại tầng á thì người ta dùng những cái cáp này. Rồi xong rồi các bạn thấy á, để mà nối thí dụ chỗ này là người ta có 160 đôi, nghĩa là chỗ này nè tổng cộng những cái dây này là 160 đôi nối vô cái hộp điện thoại này, rồi từ cái hộp điện thoại này á nối vô tổng đài này á là cũng dùng 160 dây à. Nhưng mà dây cảm thấy dây ngắn này á là cái dây nối từ cái hộp điện thoại của tầng tầng tổng á nè, những dây trắng này ha chính là nối vô hộp điện thoại với cái tổng đài, màu đen là tổng đài thì nối với nhau, nó nối vô đây là bằng những cái chỗ đen đen các bạn này, một đường sọc đen dài nè, dây dây ngắn này nối nhau nè này, thì nó nối với nhau bằng những cái sắt 57. Đánh nhầm rồi, nối sắt. Đó, những cái sắt 57 thì nó có hình như thế này các bạn. Đây hình thực ra nó nè. Đấy. Đây. Đó, cái đen đen này nè. Cái đen đen này chính là cái đen đen chỗ này. Đấy. À. Còn những cái dây trắng trắng này dây cáp thôi. Đó, rồi. Như vậy là thí dụ chỗ này mà chúng ta có chỗ này mà cắt ngang chỗ này là 160 đôi thì cái hộp điện thoại này 160 đôi nó nối với những cái tầng từng tầng một, rồi xong hộp điện thoại 160 dây này nè, 160 đôi dây này nè nó nối với cái tổng đài là bằng 160 đôi dây luôn à. Đây những cái dây trắng nè, đấy đây các bạn thấy mà từ cái chỗ này nè đó, từ chỗ này đi lên nè có rất là nhiều dây nè, đấy dây chỗ này ha rất là nhiều dây nè, thì cái dây đó đó chính là cái dây này nè, là những dây này đây đó. Dây chỗ này nè các bạn đó, nối từ lên từ đi lên cao á, đi lên cao đấy. Rồi thì cái tổng đài Panasonic này các bạn, hai cái màu đen này nè nó cần cấp nguồn cho nó đó. Như các bạn thấy thì ở dưới nó có cấp nguồn, nó sẽ thì nó quay gần các bạn thấy á. Đây những cục đen đen là những cục jack 57E đó gắn vô cái tổng đài, còn những này là những cái dây nè đó, những này là những phiến đấu dây nè, màu trắng là phiến đấu dây, còn cái này là cái đế gắn phiến ha. Đó, còn những cái này là những cái dây mà đi lên tầng cao hơn á, nó nối lên tầng trên á. Đây cục tổng đài Panasonic đây, rồi nó đang quay gần cái tổng đài. Đây là những cái dây đấu với nhau, dây đấu của tổng đài. Thì hai tổng đài này nó cần cấp nguồn các bạn. Đây dây cấp nguồn đây, tổng đài bên trái dây cấp nguồn chỗ này, tổng đài bên phải dây cấp nguồn chỗ này. Đấy, cấp nguồn xuống ổ cấp điện chỗ này nè. Thì cái điện thoại chỗ này các bạn, chúng ta cũng cần cấp nguồn cho nó. Tùy điện thoại bàn á thì nó thường nó có cái loại là pin, nó có pin sẵn trong đó, nhưng mà pin nó sử dụng được một thời gian thôi, chúng ta phải sạc pin cho nó, có nghĩa là chúng ta phải cấp nguồn cho cái điện thoại bàn đó. Bạn nhớ những chi tiết đó để gửi chúng ta làm trong nhà chúng ta mà có làm cái sơ đồ lý điện thoại, chúng ta để nguồn trước ha. Đó, điện thoại này á thì cấp nguồn cho nó. Còn cái dây nối giữa cái hộp chỗ này á với cái điện thoại này á thì là dây két 3 chứ không phải két 6 như mày nha. Rồi thì từ cái chỗ hộp từng tầng á nối với cái hộp này á, bằng những cái đôi dây thì chúng ta biết rồi. Rồi
Rồi hộp điện thoại này nó nối với tổng đài bằng những cái đôi dây luôn đó. Rồi cái tổng đài này chúng ta phải cấp nguồn cho nó. Rồi. Và tổng đài này nó có phải một cái UPS này các bạn. Thì cái tổng đài nó có cái UPS á. UPS là cái gì? Đây. Đây là tổng đài chúng ta nè. Thì nó nối với cái hộp MDF, nghĩa là hộp hộp đấu dây á. Này, tổng đài chỗ này, hộp đấu dây là chỗ này nè. Này chỗ này. Thì cái hộp tổng đài này á, nó cần phải có một cái bộ nguồn dự phòng khi cúp điện 12V, ví dụ là UPS. Đường dây điện thoại bên ngoài là cấp vô cái chỗ MDF. Này, hộp MDF là hộp này nè. Chẳng qua thì là để bên trần bên ngoài thôi, nó phải đóng hộp ha. Đóng trong cái tủ rắc các bạn. Ra đây tủ rắc. Đó, tủ rắc là một cái tủ rất là bự như thế này. Đó, trong đây nó để những cái phiến đấu dây nè. Phiến đấu dây là những cái trắng trắng này nè. Để ở đây nè. Đó, như đây. Đây là những phiến đấu dây nè. Đó, để trong đây. Thì thường là nó sẽ để trong một cái hộp, cái tủ. Tủ này cao cả bằng mình luôn, nó cao lắm. Nó cao cả bằng mình luôn á, 1.5m, 1.7m gì đó. Thì cái này nó để ngoài trời cũng được, nhưng mà thực ra để trong nhà đó. Cho nên là rất là kín. Nó nghĩa là cái tấm này điện thoại này nó cần một cái độ nguồn để cấp nguồn khi cấp điện nè. Rồi, nó nối vô cái hộp MDF tầng 9 đó. Đường dây điện thoại bên ngoài thì nó cấp vô cái hộp MDF này luôn đó. Nói chung là cái sơ đồ nguyên lý tổng á, của cái hệ thống điện thoại thì đi dây như vậy các bạn. Thì tùy khi mà các bạn thi công á, thì các bạn có cái bản vẽ thế nào thì chúng ta căn cứ theo bản vẽ nha. Nhiều khi công nghệ nó khác nữa. Công nghệ mà nó khác á. Ủa cái kia đâu rồi? À rồi. Thì công nghệ mà nó khác á, thì cái sợi sơ đồ nguyên lý đi dây nó sẽ khác đó các bạn. Tùy theo thì chúng ta chờ nguồn như thế nào, đọc bản vẽ, ta chờ nguồn, chờ những cái gì mà cần chờ á. Ví dụ như cái điện thoại này là chờ nguồn cho nó. Hộp tổng đài cũng chờ nguồn cho nó. Rồi, chào các bạn, hẹn lại bạn tiếp theo nha.